một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Dư Hùng, chiều ngày 29 tháng 12 năm 2020 của tôi. Thưa quý vị, nhờ chống dịch Covid-19 thành công mà cả thế giới đều ngưỡng mộ Việt Nam. Họ đánh giá về Việt Nam một cách rất tích cực. Họ cho rằng Việt Nam là một quốc gia đi tiên phong trong vấn đề tôn trọng nhân quyền hơn là vấn đề kinh tế, thà hy sinh kinh tế để tôn trọng sức khỏe và nhân quyền của người Việt Nam. Thế giới bây giờ nhìn ra được sự thật về chế độ của Việt Nam. Trước đó họ còn mù mờ, bây giờ thì họ rõ hơn. Và cũng nhờ chống dịch Covid-19 thành công, nên những người mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, thưa quý vị, bây giờ hết, tức là họ xẹp xuống không còn dám mà chó mỏ quay về Việt Nam chữ bới bậy bạ và nhiều người bây giờ đó lại mong muốn để về Việt Nam vì Việt Nam là nơi an bình nhất thế giới bây giờ cũng nhờ chống dịch Covid 19 thành công mà những cơ quan trên thế giới như Nike như là brand financial như là World Bank như International Monetary Fund là ngân hàng thế giới họ cho rằng Việt Nam là quốc gia có cái số phát triển nhất trong năm nay Việt Nam là có là quốc gia có số phát triển nhất trong năm nay thưa quý vị Việt Nam như vậy là phát triển là gần 3 chấm tức là 2,9 2,9 mấy phần trăm trong năm nay kinh tế việt nam phát triển đều đều và ở tại những thành phố lớn như là hà nội hoặc là thành phố hồ chí minh giàu có những khó khăn nhưng mà vẫn có phát triển điều đó là điều rất tốt cho việt nam nên người dân việt nam phải có bổn phận ý thức được để giữ gìn sao cho thành công đất nước tốt hơn không thể để cho lây lan dịch Thưa quý vị, sau khi ca bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên của hàng không Việt Nam Airlines đó, xảy ra những vụ dịch ở trong cộng đồng thì nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng dập cái ổ dịch đó liền và bây giờ là chúng ta trong cộng đồng là hai mươi mấy ngày liền không có lây lan ai nấy đều vui mừng thích thú chuẩn bị ăn tết ngon lành nhưng mà có những người ở nước ngoài nhập cư trái phép việt nam không có ý thức gây cho cả nước hoang mang lo lắng và có thể là vì như vậy đó sự thiệt hại kinh tế sẽ diễn ra bây giờ tôi muốn nói đến cái căn bệnh cái ca bệnh một bốn bốn mươi và 1451 thưa quý vị đã xác nhận á cái ca cái, cái cái ca 1440 đó thưa quý vị thì gia đình của bệnh nhân đó đã cấp tốc báo cho nhà cầm quyền biết là con của mình nhập cư trái phép nhập vào Việt Nam trái phép để đi cách ly và đã khám phá ra là có dương tính covid 19 chúng ta khen ngợi người mẹ nhưng trách cứ cái người mà nhập cư đó đó đã gây cho biết bao nhiêu người phải hoang mang lo Đấy không? Rồi là những cái tiệm cơm mà anh ta tới Thì họ cũng phải đóng cửa cách ly Anh ta gây biết bao nhiêu thiệt hại cho nghìn người khác Anh một bốn, 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 bốn mươi này thưa quý vị Bệnh nhân 140 này đó, Phải truy ra tòa Theo đề nghị của tôi phải trừng phạt nặng nề để làm gương cho những người ở nước ngoài đó còn đang tính có cái cơ hội gì đó bảo rằng là đi đường mòn rồi xâm nhập vào Việt Nam trái phép là gây <laughs> lỡ có dịch gây ra một cái ổ dịch mới thì rất là thiệt hại cho đất nước nên phải truy tố cái bệnh nhân 140 này và đi cùng với anh ta là có 5 người khác nữa chứ đâu phải là một người tổng cộng là 6 người thưa quý vị thì bây giờ đó là những người kia đã tìm được hết chứ còn có cái ca cuối cùng mà bây giờ đã tìm được luôn đó, là bệnh nhân 1451. Cái anh bệnh, bệnh nhân 1451 này là đáng trách vô cùng, trách còn hơn nặng hơn cái vụ một anh 1440. Anh tên là TSK, năm nay anh 24 tuổi. Thấy không? anh đã đi vào và khi mà thông tin đầy đủ là có cái ca 1440 anh cũng không có tự nguyện để đi đi cách ly để báo công an nhưng mà anh cứ vẫn đi làm giống như không có chuyện gì hết. Nhưng mà rồi ông chủ tịch Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh là ông Phong đã yêu cầu và tìm hiểu gắt gao. Thì cuối cùng là cái anh bệnh nhân 21451 này thưa quý vị đã bị khám phá ra, khám phá ra là do anh bị người người sếp người chủ đó thấy rằng là những cái gì mà tả trên báo chí đó và truyền thông đó là đúng với cái người đó anh TSK này là trước đó làm ở trong một cái cái chỗ nó gọi là Lâm Đồng thưa quý vị Anh ta làm trong cái chỗ Lâm Đồng Ở đường Nguyễn Xiển Quận 9 Anh ta là trước đó anh ta đã, đã đi làm rồi Ở chỗ nơi đây Nhưng rồi đó vì Covid-19 Cho anh ta mới trốn đi qua bên miếng Điện Để anh ta đi làm Cách đó 3 tháng là anh ta trốn đi nên ông chủ không có biết rằng là anh ta đã về quê hay ta đi qua miến địa chỉ biết là anh ta vắng mặt cái thời gian đó thế rồi anh ta đã đi vào việt nam một cách bất hợp pháp à, không có nói gì hết cho ai hết đó. rồi anh ta lấy grab bike anh ta tới cái, cái đường nguyễn xiển đó tội nghiệp cho các anh grab bike đó nữa chắc là cũng phải xét nghiệm ngay ha và anh tới tới cái chỗ là cái chỗ cái xưởng đó ta xin việc làm lại thì ông chủ cứ tưởng rằng là anh ta là trước đi kia đi đi về quê bây giờ đi xin việc làm lại thì nhận anh ta đi làm thế nhưng mà khi mà nhận anh ta đi làm rồi thì ông chủ mới thấy rằng là cái anh này á anh TSK này có cái đặc điểm giống như những gì mà báo chí nói, tôi khen ngợi ông chủ đó là ông Phạm Phương Tùng, khen ngợi ông, ông có tinh thần và ý thức trách nhiệm rất cao, nên ông đã đi báo công an và rồi, rồi công an á là thấy như vậy cho nên á, là đã tới làm việc với anh ta và đưa anh ta đi cách ly, rồi thưa quý vị là bây giờ đó hôm qua đó là anh ta đã có dương tính trở thành bệnh nhân 1451 thế thì bây giờ đó là cả cái khu vực đó bị bị cách ly cả khu vực đó bị kiểm soát vì không thể nào để cho lây lan được quý vị và tôi khen ngợi nhà nước Việt Nam việc làm này rất là cần thiết rất cần thiết kẻo không mà dịch nó là bung ra trong cộng đồng một cái là chúng ta gặp khó khăn trên nhiều phương diện, cả trên phương diện kinh tế nữa. Chưa nói đến cái việc mà có nhiều người không có thiện ý với Việt Nam, thì lại chỉ mồm về nói xấu đất nước. Nên tôi ca ngợi việc làm, mà gọi là nhanh chóng cách ly khu vực đó, và tìm truy hết lại các cái vết mà những người đã tiếp xúc được với cái anh bệnh nhân TSK 1451 này. Tôi ca ngợi việc làm đó của nhà nước Và tôi ca ngợi những người có ý thức như ông chủ Ông chủ Cũng <laughs> tội nghiệp ông Ông Phạm Phương Tùng thưa quý vị Thì đương nhiên ông biết là khi khai báo như vậy Thì được, ông cũng phải bị đi cách ly Tại vì ông là F1 trực tiếp mà Nhưng mà những người có trách nhiệm như vậy Mới là xây dựng đất nước đó thưa quý vị Những người có trách nhiệm như ông Phạm Phương Tùng Là xây dựng đất nước Rất hay Thế bây giờ cái anh TSK này đó thưa quý vị Rõ ràng là vô ý thức vô trách nhiệm gây rất là nhiều. Hoang mang nếu không có những con người có ý thức trách nhiệm như ông Phạm Phương Tùng đó, và báo cáo công an đó, thì sao? Thì có thể dịch nó bùng phát ra. Giả rằng anh ta có thể đó là ở trong cái nhà trọ không thôi anh ta đi 100 m tới chỗ làm. Nhưng mà rồi đó thì không biết đó là từ cái đoạn đó rồi những cái gì tiếp xúc thì nó có thể là bùng phát ra rất là nhiều nên cái việc làm của anh tsk này là một việc làm đáng trách vô cùng và cũng phải truy tố hình sự phạt thật nặng vô để làm gương cho những người ở nước có một cái ý đồ gì đó muốn đi bất hợp pháp vào việt nam họ đòi đi qua con đường nào đó rồi tới campuchia rồi đi vào việt nam là không được dứt khoát không để cái biên giới của chúng ta ở campuchia ở lào hay là biên giới tiếp với trung quốc là phải được bảo vệ đây là một cái chúng ta phải gửi ra một cái tín hiệu rất rõ để có những cái kẻ mà mong muốn là quay về việt nam một cách bất hợp pháp đó là không có được có một điểm mà chúng ta cũng nhận đó là vì họ thấy rằng là việt nam an bình hãnh diện này đúng là chúng ta an bình thiệt cho nên họ mới, mới mới muốn về còn nếu mà không an bình không tốt đẹp họ đâu có muốn về vì có an bình có tốt đẹp nên là có nhiều người muốn quay về và muốn xâm nhập vào Việt Nam bằng con đường bất hợp pháp đó thì chúng ta phải nhắn gửi ra một cái tín hiệu rất mạnh là làm việc bất hợp pháp đó phạt không phải là phạt một hai năm phạt mười mười, mười mấy năm cho mà chưa vì sao? Vì nếu mà nó bùng phát ra đó thiệt hại kinh tế vô cùng có thể có những người chết, có thể có đủ thứ hết. Để cho cái chuyện gọi đất nước an bình thì phải được an bình chứ không phải là có những cái mầm móng xâm nhập như vậy rồi làm cho đất nước tan nát luôn. Nên tôi cũng đề nghị là truy tố cái nhóm người 6 người nhập cư bất hợp pháp trong cái giai đoạn này đó một cách nặng. 6 người đó chứ không phải là là một người đâu không phải là hai bệnh nhân nào mà sáu người luôn phải truy tố truy tố cho 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 chừa gửi ra một cái tín hiệu rất rõ ràng là không thể nào nhập cư vào Việt Nam bất hợp pháp trong những cái giai đoạn rất nguy hiểm dịch còn đang nặng và hơn nữa đó cái con Covid nó đang bị biến thể nó đang biến thể ở nhiều quốc gia như ở Nam Phi, ở Anh, ở Nigeria không biết khi ấy như vậy nó sẽ biến thể như thế nào vô Việt Nam lỡ có một cái gì đó mà chúng ta không chuẩn bị kịp đó, là chúng ta bị tan nát nên tôi đồng ý và đề nghị phải truy tố 6 người này và truy tố luôn cái người lái xe nữa tại vì họ đã phải biết là tức là như vậy là những người này biết có cái đường dây rồi mà không báo với công an là vậy là một cái sự tổ chức phi pháp không thể nào để yên được thưa quý vị cái người lái xe cũng phải bị truy tố ở bên mỹ kiểu đó là cái xe cũng bị tịch thu luôn tại vì cái xe là cái phương tiện thi hành án mà cái xe là phải tịch thu luôn đó chưa chiếc xe đó mà chở 6 người đó là phải tịch thu ở bên mỹ này là cái gì mà đi theo với cái thi hành án là tịch thu forfeit that property hả? Huh? that property là cái, cái cái, tài sản đó, đó cái chiếc xe đó cho họ Đó là thời sự ở Việt Nam liên quan đến dịch Covid-19. Việt Nam chỉ có 1451 ca là gồm luôn cả những người này và những người mà vào Việt Nam hợp pháp nhưng mà có mà đang bị cách ly. Việt Nam chỉ mới có 35 ca tử vong, rất thấp và góc nhìn của tôi để giữ cho Việt Nam an bình là phải truy tố 6 người nhập cư bất hợp pháp này cũng như tịch thu luôn chiếc xe. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi với tôi. Góc nhìn Hoàng Dư Hùng chiều ngày 29 tháng 12 và hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.